Cái này cũng con bé nữa nè. Hấp thải nước nè. Xin chào các bạn, ở ngay đây là chỗ thành phố Đà Nẵng này các bạn ơi. Gió mát hiu hiu luôn. Đây đây mọi người ơi, đây cái cầu tình yêu như này. Mà giờ này thì dưới cũng hơi bị nắng đó, nắng lắm. Ở đây nè thì có bán đồ lưu niệm nè, mọi người có thể mua móc khóa nha, móc khóa rồi cái cả nhà đi đến là khóa vào cái chơi lan can cầu tình yêu đó. Vào trong cái quán này cũng khá là mát mẻ luôn á, cặp cái con sông nữa rồi với lại có hơi gió hiu hiu đấy mọi người. Cầu tình yêu Đà Nẵng tuy không có lịch sử lâu đời hay kiến trúc độc đáo như những cây cầu khác tại Đà Thành, nhưng mỗi ổ khóa được treo trên cầu này lại là một câu chuyện tình yêu lãng mạn cuốn hút du khách. Nằm giữa trung tâm của thành phố, cây cầu tình yêu Đà Nẵng là nơi check-in yêu thích của nhiều bạn trẻ. Không những vậy, những hoạt động vui chơi, giải trí gần cây cầu cũng là điều khiến mọi du khách muốn trải nghiệm, khám phá. Mọi người cùng chiếc 6 và 6 đi ra ngoài này xem nha, đi ra ngoài cầu xem coi mọi người. Đây trên cầu có rất là nhiều móc khóa luôn nè, cũng nhiều cặp tình nhân người ta đến đây, người ta móc khóa vào đây, người ta cầu nguyện nè mọi người. Ôi trời, quá xá luôn rồi nè. Ôi trời, mọi người xem này, móc khóa nhiều quá chừng luôn rồi nè. Bên lan can bên đây cũng gì nữa. Ôi trời, nhiều quá luôn. Đây cả nhà ơi, móc khóa của cặp tình nhân người ta phóc móc vô đây nè. Quá xá luôn rồi. Nằm ở phía đông của sông Hàn, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, cây cầu có hình vòng cung được đi vào hoạt động từ năm 2015. Cây cầu tình yêu thì nằm giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn. Vì vậy, đứng từ đây thì bạn có thể ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh đẹp nổi tiếng của thành phố. Cầu tình yêu ở Đà Nẵng được lấy cảm hứng từ những cây cầu tình yêu nổi tiếng trên thế giới như Ý, Pháp, Nga. Quá, thấy một khóa luôn nè mọi người, đây nè, chỗ này nè. Khóa vô chùm luôn nè. Là đi dài ra đoạn cuối đầu cầu luôn, ngoài luôn đó các bạn. Là rất nhiều móc khóa, người ta khóa vào trong lan can vậy á. Ý nghĩa của ổ khóa tình yêu thể hiện cho một tình yêu bền chặt vĩnh cửu. Chính vì vậy, cây cầu là địa điểm du lịch Đà Nẵng phù hợp cho các cặp đôi. Có ổ khóa này. Ừ. Nè. Thì vô thôi, thì vô. Có cửa hàng lưu niệm bán các loại móc khóa nè các bạn. Đây móc khóa, các đồ lưu niệm. Mọi người ơi, đây là đường phố Đà Nẵng. Ngay đây là khu vực xung quanh của cây cầu tình yêu đó, có công viên ngay bờ sông nè mọi người. Đây cả nhà xem nha. Đây là con đường phố của Đà Nẵng nha. Con đường này tên là Trần Hưng Đạo luôn đó cả nhà. Đây chúng là chìa khóa họ lươn rồi á. Điều mà chưa tối mát á. Anh chị đừng ở cái góc này nè, anh chị chụp Đà Nẵng về đêm cực kỳ đẹp. Nghe nó có tôm hùm bằng nó mà. Dạ đúng rồi, nếu mà buổi tối á, cái con có cả rong, cả chẹp hỏa rong đó, nó sẽ phun nước nữa, thì cực kỳ đẹp luôn. Đà Nẵng về đêm rất là đẹp. À, bởi vì em mới nói là nếu mà anh chị mà có, nếu mà còn cơ hội nên mình cứ đi du thuyền. Thực sự như vậy, vì đã điểm mất có 150.000 mà chúng ta được 1 tiếng trên sông. Để cái view hoặc cái bar à, thì nó nhiều lắm. Cái con đường này gọi là con đường ăn chơi mà. Dạ đúng rồi. Mọi người ăn chè liêng chưa? Chè sầu chứ ạ? À đúng rồi, chè sầu ở Đà Nẵng rất là ngon, chè liêng rất là ngon nha. À đúng, là có là cũng là chủ nữa là gọi là đại lý của chè liêng đấy ạ. À? Dạ chi nhánh. Tiếp tục được dừng đó là vào khu ẩm thực Đà Nẵng. Ẩm thực Đà Nẵng là quý vị ơi, mình đi vào trong nha. Đông quá, mời mọi người tiến vào trong nha. Đây phía bên đây nè, đông quá ha, rất là đông luôn. Bây giờ cùng nhau là lên tầng 5 nha mọi người. Vô 14 người ạ. Tới chỗ rồi nghe nha. Người ta bày bàn ở đây sẵn rồi nè. Wow. Bữa này là ăn bánh tráng ha, cái này là ăn bánh tráng thịt heo nướng. Giống như bánh dày lợn vậy hả? Không, cái đó là bánh tráng, cuốn có 2 loại, cái này là bánh tráng này, bánh tráng nước. À, bánh ướt đó ha, chị, giống như bánh ướt vậy thôi. Cái này cuốn không, cái này cuốn nước. À, dạ, dạ. Cái này cuốn không bé nữa nè. Hai em bé ăn nữa không chị, ăn cuốn nữa không? À. Bánh trắng cuốn thịt heo. Cuốn thịt heo này là mà linh hồn của trong kìa, món bánh bèo rồi nha chị. Bánh bèo này mình dùng trước cho bánh bèo. Bánh bèo ra đầy bông thì mình đập nước bánh bèo vô dụng nè, khác nữa khác nước hoa. Cái này gì? Bánh bèo. Hãy thử cho coi nè. Đây ăn cho nó tràn. Sẵn sàng chụp vài cái thôi. Được không? Ngon hả? Ngon hả? Ngon vậy. Ăn đi nha. Mẹ ăn đi cái tay. Bỏ cái đũa lên trên á. Mời các nhà nha. À, còn thiếu con chén đi nữa. Đầu tiêu. Cái này là gì? Cái này là còn thiếu đây một chén bánh bèo em ơi. Cũng phải ăn rồi phải. Ăn rau không con? Ăn. Ăn bình thường á. Cuốn gì hay quá vậy? Đây đây một chén nữa. Rồi cảm ơn. Đây đây này. À, chấm nè. Đặt chép cái này qua. Giờ sao? Cay dữ vậy? Cay hả? Cay quá. Uống nước vô, uống nước vô. Xin đóng cay con. Uống nước vô. Rồi mẹ xin mới nào lúc bánh đen nha. Cay không? À, sao nha, bé Minh ra chủ nhật có đi ra trong không được không nước không? À, sau khi đi xong mới là đưa ra sân bay luôn. Dạ đúng rồi, đi xong là ra sân bay luôn, nhà thì 4 người. Đi luôn. Đi không chị? Đúng không hả? Rồi bao nhiêu người ha? Em ba lớn hay nhỏ? Hai nhỏ? Ba lớn. Ba lớn hay nhỏ? Như thế này thì gọi là lớn. Chấm ăn đi. Được rồi, lớn rồi. Thì gọi là nhỏ thôi. Được. À, rồi tí xíu tóc bỏng. Đây là hai người lớn luôn nha. Anh nói không có cứng. Tóc bỏng lên hai người lớn luôn. Chứ anh chị có lấy bên Nam, anh chị 30 tuổi, mà anh chị 34 là một tuổi trẻ. Mua thêm 2 vé nhưng mà 3 vé thì chị cũng bao gồm một bên. Nên 3 vé sẽ mua cho chị tại nhà hàng luôn. Ngon đi, cái cây này phải được rồi. Rồi rồi rồi. Lấy nước mắm chua ngọt cho bé. Em ơi cho đây một phần nước mắm chua ngọt nữa nè em. Cái gì lạ cũng ngon hết ạ. Rồi cả nhà mình nhìn đây cho bé rồi nè. Đây. Ok chưa? Hấp thổi nước nè. Ăn đi con. Ngon không? Ngon không? Ngon ngon. Tôi muốn vậy đó. Dạ có quả nhưng mà có vẻ luôn. Mày có ăn đấy. Mày ngon.